Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chân thành hằng. Vạn Phật thành ngày 22 tháng 10 năm 1982. Kẻ tu hành không được đi giao bán, quảng cáo hay tuyên truyền sự nghiệp tu hành của bản thân. Khi giao bán quảng cáo chuyện tu của mình thì có thể bị ma quỷ phá rối. Có người tu thì được Phật tới hộ trì, có kẻ được Bồ Tát tới hộ trì, có kẻ được các vị A-la-hán đến bảo vệ, có người được trời ủng hộ, có người được quỷ thần hộ trì, có người thì được người đến hộ trì, nhưng có kẻ thì được yêu, ma quỷ, quái tới hộ trì. Bởi những kẻ đó có tâm tà cho nên ma quỷ mới lại làm bạn với họ. Thế có sự hiểu sai, thấy lầm, tà chi tà kiến thì mình sẽ phát sinh ra rất nhiều thứ ma quỷ, tức là cống cao, ngã mạn, cuồng ngạo. Nếu mình không biết khiêm nhường, nhẫn nại, không biết tự nhận lỗi lầm thì mình có thể gặp rất nhiều chướng ngại. Vì vậy, hôm nay tôi muốn nói với các quý vị một phương pháp tu hành chân thật. Bí quyết của sự tu hành này gồm có 3 chữ. Thứ nhất, chân, nghĩa là không hư ngụy, không giả trá, làm chuyện gì cũng hết sức chân thật. Thứ hai, thành, nghĩa là thành tâm, hết sức cung kính, hết sức thành khẩn, không lười biếng giải đãi, không làm qua loa lấy lệ. Thứ ba, hằng, nghĩa là luôn luôn kiên định, hằng thường bất biến, không thay đổi. Và mỗi hành động, mỗi lời nói đều phải có tâm chân thành hằng. Làm việc gì mình cũng có 3 cái tâm đó thì tương lai nhất định sẽ thành tựu. Ha ha ha,